Kính chào quý vị khán thính giả, chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về những phong tục xã hội về mục bốc phẹ. Lối bốc phẹ khởi trước từ vua Phục Hy xem tượng Hà Đồ mà vạch ra tám quẻ: càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài. Tám quẻ ấy là tám quẻ chính, mỗi quẻ chính lại nhân ra làm tám quẻ trùng quái, tám tám thành ra 64 quẻ. Mỗi quẻ trùng quái có 6 nét vạch gọi là 6 hào. 64 quẻ thì cả thảy là 384 hào. Trong 384 hào, mỗi hào là có biến động lại hóa ra các quẻ khác, cho nên khai quát hết muôn việc biến hóa của trời đất. Mà muôn việc trong trời đất thì không điều gì ra được ngoài lỗ âm dương ngũ hành. Bốc phệ chỉ suy về âm dương ngũ hành mà đoán hết được mọi việc. Sau vua Phục Hy có vua Văn Vương đặt ra Thoán Tử là lời đoán từng quẻ, ông Chông Công đặt ra Hào Tử là lời đoán từng hào, đến Đức Khổng Tử lại đặt ra Tượng Tử là lời giải các Thoán Tử Hào Tử của Văn Vương và Chông Công. Từ đó các nhà bói toán cứ theo lời ấy mà đoán quẻ. Phép bói dịch chỉ có hai cách, một là bói rủa, hai là bói cỏ thi. Các nhà thuật số về sau lại suy diễn ra lẽ âm dương ngũ hành mà đặt ra nhiều phép bói như ưởng bốc tức là bói bằng tiếng, ngõ bốc tức là bói bằng ngói, mễ bốc là bói bằng gạo, hoa thảo bốc tức là bói bằng cành hoa lá cỏ, vân vân. Kể ra thì cũng nhiều lắm cách, song tục ta theo dùng thì đại để có mấy lối kể sau đây. Một là thi bốc, là phép bói cỏ thi. Phép này trước hết phải có một bộ 50 chiếc cỏ thi cắt đều nhau dài chừng 3-4 tấc, bỏ vào một cái túi để cho sạch sẽ và cẩn thận. Khi có việc gì cần phải bói thì mới đem bộ cỏ thi ra đặt lên một cái yên thành kính mà đem việc của mình ra mình nghi ngờ, khấn xin thành minh thần minh chỉ giáo. Đoạn bỏ riêng một chiếc cỏ thi vào trong túi để sánh với thái cục. Còn 49 chiếc chia làm đôi mà đặt xuống hai cái khớp một mảnh ván con. Rồi tay tả cầm lấy một nắm cỏ thi ở phía tả, lại lấy một chiếc cỏ thi ở cái khớp phía hữu, cài vào khe ngón tay bên tả để sánh với tam tải. Đầu đấy mới lấy tay hữu mà đếm nắm cỏ thi bên tay tả, cứ bốn một mà đếm, nghĩa là đủ tượng với tứ thời. Đếm như thế rồi chờ còn thừa số sau cùng hoặc 1, 2, 3, 4 chiếc thì cài vào trong khe ngón tay vô danh. Đó gọi là giả số lẻ mà cài vào trong ngón tay để sánh với tháng nhuận. Đếm xong thì lại giả những số đếm rồi để vào chỗ khác lớn phía tả, rồi cầm lấy một nắm ở phía hữu mà đếm bằng tay tả. Cách đếm cũng như trước, rồi còn số thừa thì cài vào khe ngón tay giữa, đoạn lại giả số đã đếm rồi để vào khớp lớn phía hữu. Xong thì hợp cả ba số cài trên tay mà đặt xuống một khớp nhỏ thứ nhất trên mảnh ván. Đó là một là lần đếm, lần thứ hai dồn trong dồn những cỏ thi để hai khớp lớn làm một, rồi chia ra hai bên lại theo cách trước mà đếm. Lần thứ ba cũng làm như vậy, lần thứ ba lần đếm như thế rồi hợp cả số đã đếm còn được 36 chiếc thì hào loãn lão dương gọi là trùng khuyên một cái vòng tròn làm dấu, còn 30 chiếc 32 chiếc là thiếu âm gọi là sách vạch hai nét như hình chữ bát làm dấu, còn 28 chiếc thiếu dương gọi là đơn vạch một chữ nhất làm dấu, còn 24 chiếc lão âm gọi là dao vạch chéo chữ thập làm dấu. Ba lần đếm mới thành một hào, thành một hào rồi thì hợp cả lại mà đếm như trước, đếm 28 lần thì được 6 hào mới thành một quẻ. Thành quẻ rồi thì xem hào nào động biến làm sao, rồi cứ chiếu các lời của Văn Vương, Chông Công, Khổng Tử hoặc là xét trong bát trong quái hoạch của Phục Hy mà đoán. Bói hay dở chỉ tại người đoán cao thấp mà thôi. Tục ta cho phép bói dịch rất thiêng liêng, cho nên khi xưa nhà vua có việc gì to tát quan hệ thường sai bói dịch. Các nhà thi thư nước ta tin mến đạo dịch, cũng nhiều nhà chứa sẵn một bộ cỏ thi để vào túi gấm rất cẩn thận và hương hoa thờ phụng quanh năm. Khi có việc quan trọng đem ra bói, cũng nhiều khi có điều linh nghiệm nhưng có cao đoán mới hay. Hai là mai hoa bốc, là phép bói chiết tự. Phép này của ông Thiệu Khang Tiết đời nhà Tống đặt ra, đã đặt sẵn từng quẻ và có sẵn như những lời giải đoán. Ai có việc gì muốn bói thì tùy ý mình, muốn viết chữ gì thì viết, phải viết ra một chữ rồi mới trông hình dạng chữ
đếm nét chữ mà khép vào quẻ, xem lời quẻ thế nào mới đoán được, hoặc lấy ý nghĩa trong chữ mà đoán. Ví dụ như một người bói việc cầu hôn có thành không, viết ra một chữ tử, người đoán chữ tử trên chữ nhót dưới chữ uyên, thế là nhờ nhất sàng cẩm bị túc uyên ương, một giường chăn gấm chim uyên ương ngủ, tất là việc cầu hôn thành. Lại một người xem vợ đi xa đã đến chưa, viết ra một chữ dạng, người đoán chữ dạng là tựa như chữ ân, mà trên không có đầu lại giống chữ nghĩa, mà dưới không có chân, thế là đoạn ân tuyệt nghĩa, tất là không được gặp nhau. Phép này cách đoán cũng mồng mềnh lắm, tôi ta đôi khi mới có người xem chơi mà thôi. Ô, thế muốn biết vợ đi đến nơi chưa thì bốc máy lên mà gọi em, sao phải xách việc thế nhỉ? Ba là kim tiền bốc, là phép bói giao tiền đồng. Phép này từ kinh phòng nhờ đời nhà Hán đặt ra. Về sau ông Giả Hạc lại lập sẵn các quẻ và nghị luận thêm minh tưởng, cho nên gọi là phép bói giao Giả Hạc. Phép này giản tiện hơn cả các cách khác, cho nên theo dùng nhiều, mà nhất là các thầy bói lại chỉ chuyên về phép ấy. Phép bói phải có ba đồng, người xem bói hoặc hỏi việc công danh hoặc hỏi việc tài lợi vân vân thì nói cho thầy bói biết, thầy bói khấn rồi gieo quẻ. Thế ba đồng ngửa gọi là trùng, ba đồng sấp cả gọi là giao, một sấp hai ngửa gọi là đơn, một ngửa hai sấp gọi là sách. Mỗi lần gieo một hào, trùng là hào thái dương, giao là hào thái âm, đơn là hào thiếu dương, sách là hào thiếu âm. Gieo 6 lần thành một quẻ, bấy giờ mới xem hào nào động, hào nào tinh mà đoán. 6 hào ăn theo năm việc là phụ mẫu, thê tài, huynh đệ, tử tôn, quan quỷ. Thế hào nào động thì chủ về việc ấy. Ví như hào phụ mẫu động thì chủ về việc cha mẹ, hào tử tôn động thì chủ về việc con cháu, vân vân. Đoán quẻ cốt nhất phải tính ngũ hành sinh khắc, ngũ hành sinh tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Lại cần nhất là phải xem thế ứng đứng vào hào nào, thế tức là minh ứng là người ngoài, hễ mình đứng vào đâu là chủ vào mình quan hệ với việc ấy. Xem quẻ lại phải xem nhật thần, tức là ngày ngày nguyệt tướng, tức hễ nhật nguyệt sinh phù vượng trợ thì cho mình là tốt, hình xung khắc hại với mình là xấu. Lại xem việc mình sở hữu, như mình chủ đầu danh cầu danh thì xem hào quan quỷ, việc chủ buôn bán thì xem hào thê tài vân vân, việc sở chủ được sinh vượng thì hay, phải hình xung thì dở. Phép bói này giản tiện mà cao đoán cũng hay, nhưng nghề thầy bói thì chỉ thuộc lòng các lề lối, xem gia sự hay thấy hảo quan quỷ động thì cho ngay là nhà có ma làm, đã xui nhà chủ phải cung cấp thế này thế khác. Xem cầu tài thế hào thê tài động bị nhật thần nguyệt tướng xung xung khắc thì cho ngay là thất lợi, xui trong xui người ta giữ gìn cho khéo kẻo mất trộm. Thầy bói phần nhiều là nói dựa, may ra 100 điều cũng trúng một hai điều thì đã nổi tiếng là hay. Ngoài các phép trên, ta còn có cách bói kiểu, bói âm dương nữa. Bói kiểu là mình có việc gì muốn được hay hay dở, dường nào thì khấn với thúy kiều kim trọng, xin cho mấy câu dòng nào, rồi mở cuốn sách kiểu, bất kỳ chỗ nào gặp chỗ nào thì lấy mấy câu thứ ấy, trang ấy ra mà đoán. Cách này là một cách bói chơi, nhưng cũng nhiều khi có người cho là nghiệm. Bói âm dương là mình có việc gì thì cầu khẩn với thần thánh, không biết việc ấy có lên không hoặc hay dở thế nào thì lễ mà khấn xin một keo âm dương. Thế gieo hai đồng tiền trên cái đĩa, một đồng sấp một đồng ngửa là sở cầu như nguyện, hai đồng sấp cả hoặc ngửa cả đều là không lên việc, hoặc một đồng ngã một đồng còn quay thì là thần thánh cười, chưa cho quyền, chưa quyết bề nào, phải lại kêu xin gieo quẻ khác cho được biết chắc. Bàn của tác giả, nước ta tin việc quỷ thần cho nên cũng theo to cách tàu mà chuộng việc bói toán. Bói cơ cốt là đem việc mình hỏi mà hỏi quỷ thần để giải quyết lòng mình ngờ vực, định cái sự mình hồ nghi, cho đặng biết đường hay lẽ phải để theo về đường lành mà lánh đường dữ. Việc bốc vệ là của các tiên thánh đặt ra mà xem xét sử sách. Bói cũng nhiều điều linh nghiệm lắm, các thầy giỏi như Quảng Lộ, Quách Phác xưa kia đoán trăm quẻ trúng cả trăm, còn rành rành về chuyện lại đời sau, không nên cho là điều vô lý cả được. Duy có một điều, phần ứng nghiệm thì ít mà phần viển vông thì nhiều.
mà cũng chẳng thấy mấy khi cao đoán, chẳng qua các thầy bói nói rờ nói rẫm trăm điều làm sao chẳng tin nổi mờ được một hai điều, và lại người ta tin ở sức mình, tài tài mình, việc gì mình đã có chí thì phải làm lên được, sự hay hay dở do mình mà ra, mà mình làm việc gì thì tất bắt mình trông thấy trước, can gì phải hỏi đâu, mình cứ một mục đích theo lẽ phải, dù may dù rủi mặc dầu, can gì phải hỏi xem hay dở thế nào. Ví dụ có thần thánh thì thần thánh cũng dạy mình theo lẽ phải, không có lẽ thần thánh thấy mình phải mà lại bảo không nên làm được. Còn như cái họa phúc bảo rằng bói để nhờ thần thánh dạy cho để biết đường trước mà liệu mình, lời ấy thì lại thiển lắm. Họa phúc là mình làm lấy chớ không tự đâu, mà nếu có sự bất kỳ một may một rủi thì chẳng qua là sự xảy ra, chớ người hay dẫu nghèo khổ cơ cực trăm nghìn năm vẫn còn tiếng hay, người dở dẫu giàu sang sung sướng trăm nghìn năm vẫn còn là tiếng người dở, can gì phải liệu mình. Vậy thì phép bói dù linh nghiệm dù không linh nghiệm thế nào cũng mặc lòng, thiết tưởng người ta không nên tin, nghĩa là tin cũng vô ích, không giúp thêm được việc gì mà lại thêm làm ngại lòng cho người ta nữa. Mục thứ 22, địa lý. Tục ta trọng việc địa lý, phàm việc xây thành lập quách, cất đình dựng chùa, hoặc là làm nhà cửa làm nhà để đề mồ đề mồ để mả đều phải tìm nơi hình thắng và chỗ cát huyệt. Đất lập nhà cửa nhà gọi là dương cơ, đất để mồ mả gọi là âm phần, dương cơ trong hơn trọng hơn âm phần. Có câu rằng nhất dương thắng thập âm, song dương cơ thì thường dân ít kén chọn, chỉ cốt lấy hướng cho được thuận thì thôi, còn âm phần thì thường nhờ thầy địa lý đi tìm tòi cẩn thận lắm. Phép địa lý đã có cỡ lâu, từ lâu từ đời nhà Tần đã có một người ẩn sĩ soạn ra kinh Thang Nang. Đến đời nhà Hán thì có ông Trương Tử Phòng soạn ra bộ Bình Sang Ngọc Xích, nhà Tấn có ông Quách Phác soạn ra Táng Kinh, nhà Tống có ông Trương Tử Vi soạn ra bộ Ngọc Tủy Chân Kinh, còn ông Trần Đoàn soạn ra bộ Kim Tỏa Bí Quyết, đời nhà Nguyên có ông Lưu Bỉnh Trung soạn ra bộ Kim Đầu Quyết Táng Pháp, còn nhiều nữa không kể xiết được. Từ đó phép địa lý truyền khắp đất Tào, mà nước ta cũng mộ theo phép ấy. Nước ta có ông Nguyễn Đức Huyên, người làng Tả Ao, huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An, về đời nhà Lê sang học phép địa lý bên Tàu, giỏi lắm. Trở về nước làm đất nổi tiếng lừng lẫy, hẳn bây giờ ai ai cũng còn biết tiếng ông Tả Ao. Sau lại có ông Hòa Chính là tiến sĩ cũng sang Tàu học được phép địa lý, có làm bộ sách để lại. Phép địa lý trước hết phải phân biệt hình đất, đất có năm hình chính là thủy, hỏa, mộc, kim, thổ. Thủy là hình miếng đất lẻ phè, hỏa là hình miếng đất nhọn, mộc là hình miếng đất dài, kim là hình miếng đất tròn, thổ là hình miếng đất vuông. Lại có nhiều cách biến hình nữa, ví dụ như trong miếng đất vuông có hình tròn gọi là thổ phù kim, đất có đất dài có nảy nhánh ra gọi là mộc sinh nha, vân vân. Mỗi đất lại có một kiểu riêng, kiểu nào trong địa thế giống như hình gì thì gọi là kiểu ấy, có kiểu gọi là lục long tranh châu, có kiểu gọi là phượng hoàng ẩm thủy, có kiểu gọi là tê ngưu vọng nguyệt, có kiểu gọi là quần tiên hội ẩm, có kiểu gọi là nhất hổ trục quần dương. Đất có hợp vào kiểu mới thì mới là đại địa. Lại có chỗ gọi là con rùa, con cá chép, con voi, con ngựa, cái cờ, miếng ấn, ngòi bút, thanh kiếm, vân vân, cũng tùy theo kiểu đất, hình đất và phương hướng nào mà đặt tên. Phép đi tìm đất trước hết phải tìm tổ sơn, rồi dò theo long mạch mà tìm huyệt. Long mạch có chỗ cao như các gò đống núi non thì gọi là âm long, chỗ đất bình dương thì gọi là dương long. Đi tìm phải trải qua gò nọ đống kia, xem xét tình thế khởi phục nghênh tống thế nào. Khi đến chỗ có hai dòng nước giao với nhau, chỗ ấy mới gần đến huyệt trường. Huyệt trường tất phải có tiền án hậu trẩm, tả long hữu hổ, về phía trước cứ phải có minh đường thủy hội tụ tụ hội, phía sau phải có long mạch thu túc thu thúc, phía ngoài phải có hai bàng sa triều cổ củng, cốt phải tụ khí tàng long tàng phong mới là chân huyệt. Nếu chỗ sơn cùng thủy tận thì gọi là tuyệt địa, chỗ huyền võ
tàng đầu, rùa giấu đầu, xương long vô túc tức là rồng không chân, bạch hổ hàm thi, cọp ngậm thây, chu tước đi khóc, chim kêu sầu, thì là đất hung địa, đất ấy chẳng chắc bị tàn hại. Nhà phong thủy đại để chia ra làm ba môn, một là môn một là nhật gia học. Môn này tinh về việc xem thái dương triển độ, tính toán từng phân từng ly cách cái hoành độ của nhật của nguyệt, ngũ tinh và nhị thập bát tú xem ngày giờ và nào chiếu về địa phận nào rồi mới làm đất. Có khi biết trước được ngôi đất đến năm tháng ngày giờ nào thì phát những thế nào. Hai là hình gia học, môn này chỉ xem hình đất mà làm, ví như hình đất như con khuyển thì táng tại bụng, hình đất như con voi thì táng tại vòi. Lối ấy cốt phải xem cho tường hình đất, chớ sai lầm một chút cũng không được. Ba là phép pháp gia học, môn này chỉ chuyên về lý khí, cốt phải tinh về lý âm dương ngũ hành, phải biện cho rõ chỗ nào là âm, chỗ nào là dương, chỗ nào là kim mộc thủy hỏa thổ, cốt làm sao cho sinh khắc chế hóa hợp độ mới được. Địa lý giỏi thường kiêm cả ba môn, mà ai chuyên về môn nào cũng được. Làm đất cần phải có cái chóc long và địa bàn, chóc long nhỏ hơn địa bàn để dắt trong mình đi tìm đất cho tiện. Địa bàn thì có đủ các tinh thần triển độ và đủ các vòng thu sa nạp thủy thường tường hơn chóc long. Khi phân kim điểm huyệt mới phải dùng đến. Phân kim điểm huyệt phải cần biết thập nhị thần là tràng sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng. Thập nhị thần ăn theo 12 phương, được phương sinh, phương vượng, mộ, dưỡng thì tốt, suy, bệnh, tử, tuyệt thì xấu. Có câu rằng sinh lai hội vượng, thông minh trí tử phương sinh, vượng khứ nghênh sinh, phú quý trí kỳ sậu xí trí, nghĩa là được hưởng sinh vượng thì đẻ ra con thông minh và làm lên giàu sang. Lại có câu rằng mộc dục thủy giáo thủy đáo đường chủ hoa hoang thai, tử tuyệt thủy đáo đường chủ yểu chết, chủ yếu chết, nghĩa là nước ở trong ở phương mộc dục đến trước huyệt thì chắc có con gái lẳng lơ, chưa nước phương tử tuyệt đến huyệt thì trong nhà có người chết yểu, lúc hạ huyệt lại phải đợi đến giờ hoàng đạo hay giờ tam hợp mới tốt. Bàn của tác giả: đời vua Hán Võ Đế, cái chuông ở trong cung Vị Ương không ai dám đánh mà tự nhiên kêu. Vua hỏi ông Đông Phương Sóc, thưa rằng đồng là con núi, núi là mẹ đồng, khí loại tương cảm với nhau, nay vô cớ mà chuông kêu, hẳn là có núi đồng đổ chăng? Ba ngày nữa quả nhiên ở Nam Quận báo tin về con núi đồng đổ. Sách địa lý dẫn điển trên này cho rằng địa lý cũng một lẽ cảm ứng như vậy. Có người nói rằng người ta chịu cái di thể của cha mẹ, hễ hài cốt của cha mẹ được chỗ sinh khí thì con cái cũng được mát mặt, nghĩa là huyết mạch liên can với nhau. Lại xét với các nhà phong thủy có tiếng xưa đây, như bọn Quách Pháp, Trần Đoàn bên Tàu, ông Tả Ao, Hòa Chính bên ta, cứ như lời ghi chép trong sách lưu truyền lại thì cũng lắm điều linh nghiệm, không dám quyết là lời hoang đường cả. Song cứ mục kích bây giờ thì chỉ thấy những ông phong thủy nói thánh thì nhiều, mà không thấy gì là hiệu nghiệm. Ông nào cũng có được vài ba bộ sách địa lý, đi đâu cũng có chóc long, có địa bàn, cũng dò dẫm tìm tòi chỗ gò cao nơi nước diễm, chỗ này trỏ con kim, chỗ kia gọi con thỏ. Ông thì tự đắc học được phép cụ của cụ Tả Ao, ông thì tự đắc tìm được kiểu đất cao biển, ông lại nói ngoa rằng mắt trông thấu xuống ba thước đất, nghe lời các ông bàn bạc thì dẫm trong lỗ cũng phải bò ra. Ai chưa học đến địa lý cũng phải chịu, song chỉ hiềm tai nghe thì hay mà mắt không được trông thấy cái hay đó, hoặc giả sách vở đời trước cũng như lời các ông tăng. Thôi nhưng mà địa lý dù có dù không, chưa có người kê cứu cho hết lẽ thì cũng chưa biết thế nào mà dám nói. Duy có một điều mà lại chính là các nhà địa lý là câu tiên tích đức hậu tầm long, tức là chứa đức trước rồi sau sẽ tìm đất, thì người ta quý hồ cách ăn ở cho phải đạo, chớ bất tất phải vị công danh phú quý mà chỉ chăm chăm một đường đi tìm đất. Và địa lý chính bởi Tàu mà ra, từ Tư Mã Ôn Công là danh tướng tiếng nước Tàu, lại xin cấm hết sách địa lý, cho là một sự cản trở làm cho cổ hoặc nhân tâm.
Người Lữ Tài cũng bài phép bác địa lý là yêu vọng, xem vậy thì đủ biết người xưa cũng đã nhiều người không tin. Lại xem như các nước văn minh bây giờ, có tin gì địa lý, chôn người chết có cần gì long gì hổ, quản gì phương gì hướng. Vậy mà sao lắm người giàu thiên vạn ức triệu ấy lại là cái tang chứng rõ ràng không cần gì phải địa lý vậy. Mục thứ 23, toán số. Toán số là các sách đoán số cho người. Phép này cũng đã có từ lâu, từ đời nhà Hán đã có Hà Thượng Công soạn ra số Tam Mệnh, đến đời nhà Đường có bọn là Tăng Nhất Hạnh, Tăng Đạo Mậu, Lý Hư Trung đều thâm thúy về nghề toán số. Đời Ngũ Đại thì có Tử Bình soạn ra số Định Chân, đời nhà Tống thì có Lâm Hiếu Công soạn ra số Lộc Mệnh, lại có những số Ngũ Tinh Phạm Vi Hà Lạc Tử Vi Tiền Định vân vân. Đại để số nào cũng suy tính âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa, cũng tính theo triển độ nhật nguyệt tinh thần hợp với ngày sinh tháng đẻ để mà đoán số mệnh giàu nghèo sang hèn thọ yểu cho người ta. Trong phép ấy, toán số ấy người ta thường theo dùng chỉ có là Hà Lạc, số Tiền Định và số Tử Vi. Số Hà Lạc dùng bát tự năm tháng ngày giờ thuộc về can chi gì rồi tính theo số mục mà chép vào quái hào trong dịch mà đoán. Phép này các nhà nho dùng nhiều. Số Tiền Định thì tục truyền của ông Quỷ Cốc tiên sinh soạn ra, có lập cục sẵn và các ngày sinh tháng đẻ. Mỗi cục ấy có mấy câu thơ thất ngôn và có mấy câu định cách để đoán việc hay hay dở của người ta, tục cho là linh nghiệm. Xong lời lẽ thiển cận minh nho cho là bọn thầy bói tầm thường đặt ra cho nên các người có học thức không mấy người tin. Số Tử Vi thì tinh tường hơn các phép khác, tục truyền là của ông Trần Đoàn nhà Tống soạn ra, nhưng La Luân thì nói thầy chùa nói núi Họa Sơn tên là Vạn mới soạn ra sách ấy. Sách Vân Đài loại loại ngữ của ông Lê Quý Đôn thì cho rằng Hậu Nho đặt ra mà thác danh là ông Trần Đoàn. Phép này trước hết phải chia âm dương can chi, ví dụ giáp bính mậu canh nhâm là dương can, tý dần thìn ngọ thân tuất dương chi. Người ta sinh về các năm ấy gọi là dương nam dương nữ, ất đinh kỷ tân quý lợi âm can, sửu mão tỵ mùi dậu hợi là âm chi. Người ta sinh về các năm ấy gọi là âm nam âm nữ. Phân âm dương rồi phải dùng phép lục giáp nạp âm mà hợp cục mà lập cục để xem người sinh thuộc về cục gì trong ngũ hành, hoặc hỏa lục cục hoặc mộc tam cục vân vân. Kế phải ăn thân mệnh. Phép này tính đốt bằng tay trái trước hết khởi từ cung dần, tính xuôi từ tháng giêng đến tháng sinh, lại ở ngay đốt ấy khởi giật tý, tính ngược đến giờ sinh thì ăn mệnh, tính xuôi cho đến giờ sinh thì ăn thân. Ăn thân mệnh rồi phải tính theo mệnh cung mà bày 12 cung là mệnh viên huynh đệ thê thiếp tử tức tài bạch giải ách thiên di nô bộc quan lộc điển trạch phúc đức phụ mẫu. Phân cung rồi cũng cho phép mà ăn 14 vị nam bắc đẩu là tử vi thiên cơ võ khúc thái dương thiên đồng liêm trinh thiên phủ thái âm thâm la tham lang cự môn thiên tướng thiên lương thất sát phá sạc phá quân. Rồi cứ lần theo phép mà an các vị sau, cát tinh hung tinh tứ hóa thập nhị thần thập nhị tướng tuần triệt vân vân. Phép đoán cần nhất phải xem mệnh và thân đứng về cung nào, rồi xem các vị sao chiếu chính chiếu hợp chiếu giáp chiếu cát cung thế nào mà đoán vậy vận mệnh hay dở. Chính chiếu là cung đối với hướng với bản cung, như tý đối với ngọ, mão đối với dậu. Hợp chiếu là cung tam hợp bản cung, như thân tý thìn hợp với nhau, dần ngọ tuất hợp với nhau. Giáp chiếu là hai cung đứng đôi bên bản cung, như tý thì hợi, sửu là giáp, ngọ thì tỵ, mùi là giáp, vân vân. 30 năm về trước thì đoán cung mệnh, 30 năm sau thì đoán về cung thân. Cũng có người thân mệnh đồng cung thì tiền vận hậu vận cũng như nhau. Đại để cung thân mệnh nên có những tài tinh phúc tinh văn tinh chủ về việc ăn việc văn mà lại đóng vào cung miếu vượng và hợp cách là thì chắc là người văn hoa tư tảo võ tinh chủ về việc võ mà lại đóng về cung đắc địa và không phá cách thì chắc là người võ quyền uy quyền tử phủ nhật nguyệt giáp với mệnh cung mà đắc vị.
chắc là người quý cách phá sát tham liên giáp với mệnh cung mà hãm chắc là kẻ hung tàn vân vân. Nhờ nhưng phải cốt về việc cung phúc đức lại lên xem đại hạn tiểu hạn. Đại hạn chủ về việc họa phúc trong 10 năm, tiểu hạn thì chủ việc hay dở trong 1 năm. Xem số đàn bà nên xem cung mệnh, cung phu tử, cung phúc đức. Nếu thân mệnh đứng vào đất không vong thì chắc là người cô độc, mà nếu có đào hoa chiếu mệnh thì chắc là người đa tình. Ở vào đất lạc hãm thì chắc là kẻ hạ tiện. Trong số tử vi có như những vì sao đứng hợp cách thì gọi là nhập cách. Nói qua vài cách sau này, ví dụ như tử vi đế vượng tham lang võ khúc phá quân đứng vào đất miếu vượng mà thân mệnh lại nhiều cát tinh gọi là thọ cách. Cung mệnh thân có tử quỷ, tử phủ quyền lộc lại xương khúc khôi việt chưa vào gọi là phú quý cách. Mệnh đứng vào cung tý ngọ dần thân có thất sát triều đẩu, chủ về uy võ lừng lẫy, tham lộc đóng hai cung thân mệnh lại có các vì hung tinh khắc đắc địa gọi là cách tham lộc thủ cung, chủ về làm lên công danh hách dịch. Dùng tinh tú mà đoán họa phúc nhất sinh của người đời thực là một sự viển vông, không lẽ nào đủ làm bằng chứng bằng cứ cho tin được. Vậy từ sao từ xưa các bậc thông minh không có người tin và cũng nhiều người cho là linh nghiệm, có lẽ sai lầm cả. Thiết tưởng các nhà âm dương bày đặt ra các gia số mệnh cũng có một kiến thức riêng, sau một câu thực thì 100 câu hư, một người nghiệm thì 1.000 người không nghiệm. Người xem thấy số nghiệm được một đôi điều cho ngay là thần thánh, mà những điều không nghiệm thì cho thì có ai hỏi đến đâu. Cái nghiệm đó chẳng qua cũng như một trăm bó đuốc phải có được bắt được con ếch mà thôi. Ông Đào Tiềm là bậc hiền sĩ Nhật Tấn có nói rằng: đạt nhân tiền bất khả ngôn mệnh, nghĩa là trước mặt người đạt là lẽ không nên nói chuyện số mệnh. Ấy là người, lời nói rất phải. Ông Lã Tài, người Nhà Đường cũng bác rằng: người phú quý ở đất Nam Dương 28 tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp, quân bị chôn ở đất Tràng Bình 40 vạn người, không lẽ nào cũng phạm phải hạng tam hình. Hai lời ấy đều là của nhà âm dương tinh học nói ra, đó là một cái bằng chứng không có số mệnh nào. Ta nên phải biết trọng ở sức người, dù giàu dù nghèo, dù sang dù hèn, dù sống lâu dù chết non, việc gì cũng bởi tự người làm ra cả. Nếu cho là đã có số nhất định của trời thì thử khoanh tay ngồi một xó không chịu làm ăn gì xem có giàu được không, thử không học hành gì cứ việc ăn chơi cho thỏa xem có lập lên công nghiệp gì không, hẳn là không. Vậy sao không chịu làm tại mình mà còn đổ nó cho tại số? Có người nói rằng cái số hay thì tự nhiên trời xui cho được gặp hay, cái số dở thì tự dưng trời run rủi cho gặp phải đồ dở. Lời ấy cũng xin cãi rằng không phải. Nghề ở đời tài nào lại không có cái may cái rủi, song sự may rủi đó là sự ngẫu nhiên, chưa bao giờ việc gì cũng thành tại có trí mà bại bởi vô trí. Người có trí dẫu rủi ro không được thành, không thành được may được ngay, nhưng cố gắng mãi thì quyết phải được. Người vô trí dẫu may mắn mà được một dịp may, nhưng chẳng bao lâu cái may ấy cũng hết đi. Sách có câu rằng nhân định thắng thiên, nghĩa là người đã nhất định thì thắng được cả trời. Tục ngữ ta lại có câu: có công mài sắt có ngày nên kim. Vậy thì số nào cho bằng bụng người được? Những người không biết suy xét cho cùng, động mở miệng ra là nói số trời bắt mình như vậy, bắt phải khổ, bắt nghèo phải nghèo, bắt đau đớn phải chịu đau đớn, ấy là những lời vô trí, phải sao chịu ép một bề, không biết cựa cái sức mình để tranh lấy quyền tạo hóa, chính mình tự bao tự khí cái thân mình. Kính thưa quý vị khán thính giả, tôi xin dừng buổi đọc hôm nay tại đây. Trước khi dừng tôi cũng phải than một câu: đọc mãi mà chả thấy ai like một cái, buồn thế, chắc số mình khổ.